Xin kính chào tất cả các anh chị khán giả thân mến. Và để tiếp tục với thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng đi giới thiệu một căn nhà phố được gia chủ mình có đầu tư thang máy nè, ngay vị trí đường thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề, đường rộng lên tới 8 mét lận, rất là thông thoáng luôn mà có tiêm đường vỉa hè nữa chứ. Và Hằng đi đang có mặt tại trục đường số 59, kết nối với đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Một căn nhà, cả nhà mình di chuyển về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 15 đến 20 phút. Vị trí này vừa ở, mở phong phòng công ty, kinh doanh tiệm nail spa tại nhà thì rất là phù hợp luôn. Nhà mình kế bên cụm căn hộ chung cư Dream Home, khu phân lô, và kế bên trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến trường đại học gì cũng có. Và nhà cách chợ Hạch Đà chỉ tầm khoảng 100m di chuyển. Và đó, nhà mình nằm trên trục đường này nè, một căn duy nhất trên thị trường hiện nay, ngay vị trí đường thông thuận tiện mua bán, mà giá chỉ bằng một căn trong con hẻm bình thường nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu tọa lạc ngay vị trí đường thông thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Đó, đường trước nhà của mình có tiêm đường nè, vỉa hè, khu vực trồng cây, trồng hoa, mà đường trải nhựa rộng lên tới 8m, 3 làn xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Vị trí này vừa ở, mở phong phòng công ty, kinh doanh tiệm nail spa tại nhà thì rất là phù hợp luôn. Một căn nhà chính chủ, sổ hồng công chứng mua bán trong ngày, kết cấu chuẩn là một trệt một lẫn 3 lầu thêm ban công sân thượng bên trên, xây dựng là 5,5 tấm nè. Và nhà mình thuộc hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp khách hàng mình hướng mệnh là tây tứ trạch. Với thông số diện tích chiều ngang là 4m, nhà nở hậu nhẹ, chiều dài là 17m. Công năng sử dụng bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, radar ô tô. Mặt tiền phía trước có thể là kinh doanh đa ngành nghề. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Và nhà mình đã được gia chủ mình có đầu tư thang máy, phòng xông hơi, phòng spa chăm sóc da, phòng karaoke, phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ. Hẻm này là hẻm thông bàn cờ, thông tứ tung luôn. Nhà mình là cách chợ Thạch Đà chỉ tầm khoảng 200m di chuyển. Trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 xung quanh bao bọc, gần đây luôn, cả nhà cho đến trường đại học cũng có luôn. Nhà mình thì kế bên cụm công viên cây xanh, một căn nhà bao trọn tiện ích của khu vực này. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan, đang được gia chủ rao bán với mức giá là 13 tỷ 600 triệu đồng, giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Mình vào mình làm việc với chính chủ và thương lượng dưới 13 tỷ thoải mái nha cả nhà. Đó, một căn nhà ngay trục đường kinh doanh đa ngành nghề. Và khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ga vào, một lớp cửa sắt 4 cánh, bên trong thêm một lớp cửa cuốn nữa. Và nhà đã được gia chủ trang bị hệ thống camera từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, rất là an toàn khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn nè. Đó, đường thì rất là đẹp luôn. Lâu lâu mới có một căn nhà ngay vị trí đường đẹp như vậy. Kế bên nhà mình là văn phòng công ty, rồi tòa nhà kinh doanh căn hộ dịch vụ, cho đến spa, tiệm nail, tiệm tóc đầy đủ luôn á. Và di chuyển vào bên trong đã được gia chủ thiết kế hoàn thiện. Trong đó là mình có khu vực tầng trệt, phía trước được gia chủ thiết kế cho mình tủ để giày dép, tủ để nón bảo hiểm, âm tường vào bên trong, gạch ốp cao phun trần lên trên. Bên dưới là gạch nhám 61m2 với tông làm màu xám. Hai phía bên mảng tường của mình được gia chủ thiết kế cho mình ốp gạch cao, có thêm những cái phiều chỉ nhấn nhá làm điểm nhấn. Một căn nhà được gia chủ mình có đầu tư thang máy với tông cho lại là màu trắng, tạo nên không gian nhìn rất là rộng luôn á. Thang máy, rồi đối diện thang máy là khu vực thang bộ đã được gia chủ đầu tư, trong đó là xây dựng là tầng nè, sinh lão bệnh tử sinh đó, lavabo đường xoay nằm phía bên ngoài. Rồi khu vực thang máy của mình nằm đây, phía sau thang máy của mình á, toilet sử dụng tại tầng trệt nè, trong đó là mình có bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Gia chủ xây dựng thiết kế hiện đại là tầng cho căn nhà phố này. Và khu vực gian phòng khách của mình có đầy đủ các trang thiết bị, mình có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tủ rượu, tủ trưng bày. Được gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường, có chống mới mọt, chống mẩm, phòng khách hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Nhà mình là nhà nở hậu nhẹ, tầm khoảng 2 ly thôi cả nhà ơi, 2 phân thôi, nhẹ nhẹ như vậy đó. Đó, ngang 4, chiều dài là 17m. Một căn nhà nở hậu thì quá là phong thủy, rất là hợp lý luôn á. Và khu vực phòng khách của mình được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên bên trên nè. Bên trên mình có trần chìm, hệ thống đèn chiếu sáng. Thay vì bình thường những căn nhà khác là mình để một cái bộ đèn chùm, thì nhà này gia chủ sử dụng cái quạt máy xoay, nhìn rất là hợp lý luôn, tạo cái độ thông thoáng cho căn nhà phố của mình.
và cuối nhà của mình như vậy, cho chủ ốp tắm than tre nè, kết hợp thêm những cái phiêu chỉ màu vàng hồng và khu vực khiến trời nằm ở cuối nhà nữa. Đó, những căn phòng phía sau sẽ đầy đủ ánh sáng tự nhiên, đường gió trời lưu thông, còn phòng phía trước sẽ có ban công. Nhà mình là ngang 4, chiều dài là 17m, nhà nở hậu nhẹ, công năng bố cục đầy đủ, xây dựng 5,5 tấm, sổ hồng chính chủ, công chúng mua bán trong ngày. Và được gia chủ sử dụng cho mình là thiết bị điện thông minh smart home bên trong nhà, bật tắt điện bằng điện thoại. Khi di chuyển ra bên ngoài mình bật tắt bằng điện thoại, bật đèn, tắt đèn cũng rất là hợp lý luôn cả nhà. Và em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ly làm việc cho chính chủ căn nhà này để sửa ngay một căn nhà với giá bán hợp lý nhất. Thông thường những căn nhà có thang máy mà với diện tích ngang 47, 48 mà trong hẻm thì cũng đã khoảng 12,5, 13,5, 14,5 rồi. Nhưng mà căn này ngay vị trí đường hẻm. Nhưng mà đường hẻm của mình là giống như là mặt tiền đường nội bộ vậy đó, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Ngay vị trí này là mình kinh doanh gì cũng được luôn. Mình vừa ở làm gì cũng ra tiền, hoặc là gia đình mình để ở để ăn cư sinh sống cũng được. Và từ bên trong nhìn ra phía trước nè, một căn duy nhất trên thị trường hiện nay mà được gia chủ thiết kế ngay đường thông, rồi thiết kế hiện đại. Đó, nhà bên trong thì Hằng Ly thấy cũng thiết kế tương đối đẹp, không cần quá phải cầu kỳ, nhưng mà gia chủ đưa cái tông màu bên trong nhà của mình với tông màu trắng với mẫu hiện đại thì nhà rất là hợp lý cho một căn nhà ngay vị trí đường thông luôn. Các em di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo, đã được gia chủ trang bị hoàn thiện tầng lửng của mình. Gia chủ dành hẳn riêng tại đây làm khu vực bếp nè, kết hợp với phòng ăn đó. Mình có quầy bếp đảo, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, kết hợp với bộ bàn ăn 6 ghế. Trong đó được gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ an cường với bề mặt đá mới hút mùi. Khu vực bồn rửa đầy đủ các trang thiết bị luôn nè cả nhà, cũng như là bên trên có quạt máy xoay. Và di chuyển ra phía trước là mình có ban công kèm để ngồi, bàn trà, ngồi đang nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, ngồi chiêu thì rất là hợp lý luôn á. Đó, có sân vườn trồng cây trồng hoa. Tích nhất vẫn là những căn nhà phố mà tầng lửng của mình có thiết kế cái khoảng sân vườn như vậy á. Thử tưởng tượng mà mình buổi sáng á cả nhà, 6 giờ sáng gì đó mình ra đây mình nhâm nhi một ly cà phê, một ly trà, và bên trong phía bên trong nhà của mình á thì mình nấu ăn á, mở cửa ra cái độ thông thoáng luôn á. Đó, đối diện nhà mình là những căn nhà để mở văn phòng công ty nè. Nhà kế bên có trồng một bụi hoa giấy nhìn nó chill quá ha. Và từ đây nhìn lên bên trên nhà một lần nữa, đó, gia chủ đã lắp hệ thống camera khu vực tầng lửng cho mình luôn nè. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngay một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày cho căn nhà phố này. Khu vực tầng lửng của mình đã được gia chủ đầu tư hoàn thiện. Quầy bếp đảo nè, kết hợp với bộ bàn ăn. Đó, mảng tường khu vực tủ của mình được gia chủ mình nhấn nhá với những cái tông màu decor, thiết kế, những cái trang trụ trưng bày với cái tông màu trắng, màu xám, nhìn nhà mình nó cứ nhẹ nhàng mà cũng rất là có điểm nổi bật cho căn nhà phố này. Và Hằng Ly di chuyển tiếp tục lên gian tầng tiếp theo, khách hàng mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà này với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày. Và Hằng Ly di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên. Nhà mình tọa lạc ngay vị trí trục đường số 59 kết nối với đường Phạm Văn Chiêu. Mình di chuyển thì thông ra đường Nguyễn Văn Khối nè, cho đến đường Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ. Và khu vực tầng lửng của mình ở đây, ngay chủ cũng thiết kế cho mình một cái khu vực ngồi chờ, có một cái ghế đảo ngồi đây nè. Đó, cả nhà mình có thể là về mình sử dụng làm đây là một cái nơi làm việc nè, hoặc để một cái đèn piano ngồi chiêu chiêu cũng rất là hay luôn á. Nhìn hay hợp lý hơn cả nhà. Và từ bên trên này nhìn thông tầng xuống bên dưới. Nhà mà thiết kế thông tầng xây dựng là tầng ngược phía sau thì phía trước mình để ra ô tô, mình đổ xe ô tô thì rất là hợp lý cho căn nhà phố của mình luôn. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngay ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày. Và đi di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ nha cả nhà. Vừa bước vào thang máy là gia chủ có thiết kế cho mình một cái chữ phúc nè. Đó, thang bên trong này thì bóng kiến, mà bên trong thang là có máy lạnh phà phà xuống, nó hơi nó mát lắm á. Và thang trọng lượng của mình là 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy là 6 người tầng trệt tầng lửng mình di chuyển lên lầu 1 bên trên.
lầu 1 nè, lầu 2, lầu 3, lầu 4. Một trệt một lửng 4 lầu xây dựng 5 tấm rưỡi. Và My đang có mặt tại gian lầu đầu tiên được gia chủ thiết kế cho mình, gồm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Đầy đủ các trang thiết bị nội thất cho căn nhà phố của mình. Đó, gia chủ thiết kế xây dựng là tầng cho mình nè, sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Và phòng ngủ phía sau, phòng nào cũng đầy đủ các trang thiết bị hết trơn á cả nhà. Trong đó là mình sẽ có giường ngủ, hệ tủ táp, tủ quần áo, bàn trang điểm. Gia chủ đã lắp cho mình hoàn thiện các trang thiết bị nội thất và sử dụng thiết bị điện thông minh Smart Home. Bên dưới là gia chủ mình lót gạch dạ gỗ nè, phía sau là những cái ô cửa sổ, rồi khu vực này cái giếng trời của mình tạo nên cái độ thông thoáng cho căn nhà phố. Đó, thông thẳng là khu vực cái tầng bên trên luôn. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngay một căn nhà với một mức giá hợp lý nhất. Mảng tường khu vực giường ngủ được gia chủ mình ốp những cái tấm than tre, kết hợp thêm những cái phiêu chỉ đèn chiếu sáng và máy lạnh lắp hẳn dành cho mỗi phòng của mình. Không thể thiếu là toilet sử dụng riêng dành cho mỗi phòng đó cả nhà. Và gia chủ thiết kế cho mình lavabo đun sôi nằm phía bên ngoài, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất cho năm nay luôn. Đó, lavabo đun sôi nè, đường này là chúng ta bật tắt đèn được luôn nha. Đó, và mình sẽ có toilet sử dụng riêng. Toilet bên trong là có vách kính ngăn nghiêng nè, bồn vệ sinh, lavabo đun sôi và tắm hoa sen, gạch ốp cao phun trần lên trên. Và đi di chuyển tiếp tục, phòng tiếp theo nằm ở phía trước để cả nhà mình cùng tham quan. Một căn nhà xây dựng là tầng tạo nên cái độ thông thoáng cho căn nhà phố của mình, mà phòng nào cũng đầy đủ các trang thiết bị nội thất. Trong đó là phòng phía trước mình sẽ có phòng toilet nè, rồi ban công chỗ ra bên ngoài nữa. Mỗi phòng là mỗi tông màu khác nhau, decor thiết kế khác nhau một tí mà chủ đạo vẫn là cái tông màu xám. Nhìn nhà mình nó đơn giản nhưng mà rất là có điểm nhấn luôn. Đó, toilet của căn phòng phía trước là mình sẽ có vách kính ngăn nghiêng. Cả nhà mình thích thì mình sẽ thiết kế thêm một cái vách kính to to tí. Rồi tắm hoa sen đứng, bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, gạch ốp cao phun trần lên trên. Máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng và tủ quần áo nè. Đó, lavabo đun sôi nằm phía bên ngoài. Hệ thống tủ quần áo được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường, kéo dài ra bên kia luôn. Nhìn nhà thoáng quá cả nhà. Trong đó là mình sẽ có giường ngủ, màn trang điểm, hệ tủ táp, giường ngủ mặt niệm, mảng tường khu vực giường ngủ được gia chủ mình nè, ốp những cái tấm lam gỗ, những cái phiêu chỉ, hệ thống đèn chiếu sáng. Và khu vực ban công phía trước, rèm màn cửa đã được gia chủ mình lắp hoàn thiện. Ban công, khu vực trồng cây, trồng hoa. Ban công mình chỗ cho tầm khoảng 1m2 nha cả nhà. Đó, vừa đủ để mình để được một cái bàn trà kèm ghế ngồi luôn. Đường thì lưu thông rất là thoải mái luôn nè. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngay một mức giá hợp lý nhất để công chứng và bán trong ngày. Đường trải nhựa, đường thông thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ nha cả nhà. Và gia chủ còn thiết kế dành hẳn riêng một tầng bên trên á, làm phòng một cái gian phòng sinh hoạt, phòng giải trí, phòng cao kê cho gia đình của mình. Phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4. Một trệt nè, lửng nè, lầu 1, bây giờ đi lên lầu 2. Phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4, nhà mình có 4 phòng ngủ, vừa đủ cho một đại gia đình của mình đông thành viên đang cư sinh sống. Tới rồi, đó. Và cùng Hằng Ni chúng ta sẽ chuyển tiếp tục nhìn phòng tiếp theo. Phòng nào cũng được gia chủ mình thiết kế đầy đủ các trang thiết bị nội thất và xây dựng là tầng cho mình mỗi tầng nè. Đó, đi coi đầy đủ luôn. Trong đó là mình có giường ngủ, tủ quần áo, tủ tivi, bàn trang điểm, hệ tủ táp và sử dụng cho mình thiết bị điện thông minh Smart Home. Mảng tường khu vực giường ngủ được gia chủ mình ốp những tấm than tre, những cái phiêu chỉ kết hợp đèn chiếu sáng cho căn nhà phố của mình. Và khu vực giếng trời phía sau, giếng trời trồng cây nhẹ nhẹ ở đây.
đi nên lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình. Với tông chủ đạo là màu trắng, màu xám, cũng như là cái rem màu nó hơi nhã nhặn một tí á, nhưng mà rất là có điểm nhấn cho căn nhà phố này luôn cả nhà. Đó, giường ngủ của mình nè, đồ gia chủ thiết kế những cái phiêu trĩ bên trong nhà, máy lạnh dành riêng cho mỗi phòng. Bên dưới là mình lót gạch da gỗ và toilet sử dụng riêng dành cho căn phòng này. Lavabo đường soi vẫn được gia chủ thiết kế nằm ở phía bên ngoài nè. Gương đó là chúng ta bật tắt đèn được luôn. Và toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà của mình là được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Đó, toilet của mình bên trong có vách kính ngăn nghiêng, bồn vệ sinh, lavabo đường soi và tấm hoa sen đứng gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Và hàng di chuyển tiếp tục lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Mình còn một gian phòng thứ tư nữa nha cả nhà. Nhà này với thông số diện tích chiều ngang là 4, nhà nở hậu nhẹ, chiều dài là 17m. Nhà mình có sổ hồng, công chứng bán trong ngày. Và di chuyển tiếp tục về căn phòng phía trước, đó cũng tương đồng giống tầng bên dưới thôi, mình chỉ khác cái tông màu giường ngủ á cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị nội thất mà, trong đó là chúng ta có toilet sử dụng riêng bên trong đó. Và tấm hoa sen đứng, bồn vệ sinh, lavabo đường soi, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Khu vực phòng ngủ của mình sẽ có giường ngủ, màn trang điểm, hệ tủ táp, cái tủ tivi, tủ quần áo, rèm màn cửa, ban công phía trước, ban công, khu vực trồng cây, trồng hoa. View thì tương đối thông thoáng luôn cả nhà. Hãy đến cùng Hoàng Ly làm việc với chính chủ căn nhà này và sổ ngay một căn nhà với một mức giá hợp lý nhất, công chứng và bán trong ngày. Đó, thấy chưa? Đối diện căn nhà này nè, căn nhà bên đó là mình đang có một căn á, căn bên đó thì chỉ tầm khoảng 7 tỷ hơn thôi. Cả nhà mình quan tâm hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ căn nhà đó nha. Đó, 7 tỷ hơn cũng có đường vị trí kinh doanh luôn, cả nhà có thang máy bên trong nhà luôn. Một căn nhà quá là hợp lý. Khu này thì có hai căn để cả nhà mình lựa chọn. Căn cái bên đó là tầm khoảng 7 tỷ 700 triệu, còn căn này thì 13 tỷ 600, mình vào mình thương lượng dưới 13 tỷ thoải mái. Căn này thì dài hơn căn kia, nhưng mà nhà nào cũng có trang bị thang máy hết. Một căn nhà ngay phân khúc giá hợp lý như vậy. Đó, tủ quần áo á, phòng này được gia chủ thiết kế với tông là màu trắng làm chủ đạo nè. Nhìn nó nhẹ nhàng mà nó xinh quá ha. Tủ quần áo, cái tủ tivi rồi trải dài qua bên đó là bồn rửa tay, lavabo á, cái nhà nằm phía bên ngoài á. Thiết kế rất là xinh xắn cho căn nhà phố luôn. Không cần quá nhiều màu sắc, nhưng mà cứ vài ba màu là một cái tông chủ đạo. Nhìn nó tông nó ấm mà nó nhẹ nhàng, mà nó rất là có điểm nhấn cho căn nhà phố của mình. Vàng đi di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo. Nãy giờ mình đã xem xong 4 phòng ngủ rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp tục lên một tầng bên trên nữa, một tầng dần thẳng riêng cho ngôi nhà của mình để an cư nghỉ dưỡng. Có phòng cao kê luôn nha, một nơi an cư nghỉ dưỡng không thể bỏ qua cho căn nhà phố này. Mà gia chủ còn đầu tư hẳn cho mình thang máy bên trong nhà nữa chứ, sử dụng thiết bị điện thông minh Smart Home. Và Hằng Ly đang có mặt tại gian lầu tiếp theo, đó vẫn là xây dựng cho mình là tầng nè. Và phòng cao kê, nếu mà nhà mình đông thành viên á thì mình có thể là sử dụng phòng này thêm phòng ngủ thứ 5 cũng được. Trong đó đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, hệ thống dàn loa âm thanh, tivi treo tường, rồi ban công phía trước. Thay vì những căn nhà khác thì mình thiết kế một cái phòng karaoke nó lung linh nhiều đèn, thì căn phòng này gia chủ đã thiết kế cho mình. Đó, cái tông màu đơn giản, nó hài hòa, nhìn như là phòng karaoke gia đình mình vậy đó. Cuối tuần mình mời bạn bè đến chơi rồi gia đình mình về đây mình quay quần bên nhau. Một không khí sinh hoạt không cần phải đi đâu quá xa luôn. Có ban công phía trước luôn nè cả nhà. Đó. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Và thương lượng với chính chủ dưới 13 tỷ thoải mái nha cả nhà. Liên hệ cho Hằng Ly, Hằng Ly sẽ hỗ trợ một mức giá hợp lý. Đó, bên trên trần của mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần chìm giật cách nè, kết hợp thêm những tấm BK trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà của mình. Và mảng tường được gia chủ mình thiết kế những cái tấm than tre, những cái phiêu chỉ, hệ thống đèn chiếu sáng và tấm BK cứ xen kẽ với nhau. Và bên dưới là lót gạch bóng kiến 1m2 nha cả nhà. Và phòng karaoke cũng đã được gia chủ mình trang bị cho mình
máy lạnh nè, và toilet sẽ dùng riêng luôn. Đó là một bộ đường soi bồn vệ sinh, gạch ốp cao phân trần lên trên. Bạn đi di chuyển tiếp tục gian tầng tiếp theo. Phòng xông hơi đá nóng, bồn tắm sục, bồn tắm nằm. Bên trong phòng xông hơi là được gia chủ mình thiết kế ốp gạch cao phân trần lên trên luôn, với tông là màu kem, bên dưới là mình lót gạch dạ gỗ. Mình có bộ bàn trà ghế ngồi người chiêu chiêu, phòng xông hơi, rồi bồn tắm sục, bồn tắm nằm, lavabo đun sôi, tủ rượu, tủ trưng bày. Bên trên trần của mình thiết kế cho mình những cái lam gỗ kết hợp đèn chiếu sáng. Và cuối nhà của mình vẫn là khu vực giếng trời nè, để lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà vào ban ngày và được ánh sáng tự nhiên. Đó, khu vực trồng cây trồng hoa. Và biết cái gì mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chứng bán trong ngày, và ta sẽ dùng riêng cho căn phòng này. Vách kính ngăn riêng, bồn vệ sinh và tấm hoa sen đứng. Đó, giá treo đồ đầy đủ luôn, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Có thể là sử dụng căn phòng này làm phòng tập thể dục thể thao cũng được luôn. Và Hằng Ly di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà này với một mức giá hợp lý nhất, vào công chứng mua bán trong ngày nha cả nhà. Mình còn một tầng bên trên nữa, nhà cao quá trời cao luôn, có xây dựng 5.5 tầng. Và tầng bên trên này sẽ được gia chủ thiết kế là sân thượng phía trước, sân thượng phía sau nè. Bên trên được gia chủ thiết kế cho mình ô cửa điếng trời nên sáng trực tiếp cho ngôi nhà vào ban ngày, đầy đủ ánh sáng tự nhiên. Và sân thượng phía sau của mình sẽ có khu vực trồng cây trồng hoa để tổ chức tiệc nướng cũng được luôn. À, mình tổ chức tiệc nướng ra phía trước chứ, phía sau này là mình để máy giặt máy sấy, khu vực sân phơi đó. Gia chủ thiết kế cho mình cái điếng trời nè. Đây thì mình không có hở lên, nhưng mà được những cái này thì có những cái lỗ thông gió đi vào á, cái vách kính này mình để sát lại nè. Đó, nhìn ra được cụm căn hộ chung cư The Dream Home nè, những căn nhà cao tầng. Phần tâm bên trên này đặt bồn nước, cái máy nước nóng, năng lượng mặt trời, than sắt di chuyển lên các tầng bên trên. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng một mức giá hợp lý nhất. Đó, cái tầng bên trên còn được gia chủ thiết kế cho mình một cái phòng kho mini nhỏ nhỏ ở đây, hoặc là sử dụng là nên để máy giặt máy sấy cho cấp thoát nước thôi nè. Nó thiết kế hợp lý quá ha cả nhà. Để máy giặt máy sấy vào đây nhìn nó gọn gàng mà nó sạch sẽ hơn nhiều luôn á. Và cái lối cửa ở đây nè, còn được gia chủ mình có thiết kế những cái lỗ thông gió nữa, cho nên cái gió sẽ lùa vào, thay vì như vậy thì nó sẽ đỡ bụi hơn á. Đó, cả nhà mình mà có xây dựng nhà phố, mình làm thử cái lỗ thông gió này thì nó mát lắm luôn á. Và mình di chuyển tiếp tục ra sân thượng phía trước để cả nhà mình cùng tham quan. Hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà này với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chúng bán trong ngày. Và sân thượng phía trước mình có bàn trà kèm 6 ghế ngồi, cái đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê. Này tổ chức tiệc nướng BBQ đó, mời bạn bè đến chơi, mình để được khoảng 3 bàn thì cũng rất là thoải mái luôn. Và phía trước này view rất là thông thoáng. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với một mức giá hợp lý nhất. Sổ hồng chính chủ công chúng mua bán trong ngày cho căn nhà này. Đối diện nhà mình nè, những căn nhà văn phòng công ty rồi tòa nhà căn hộ dịch vụ cho đến spa đầy đủ luôn á. Vị trí này là thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ly xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Hằng Ly chào tạm biệt. Bye bye.